Hello, xin chào cả nhà. Ngày hôm nay thì em Hương lại giới thiệu tiếp cho mọi người một cái sản phẩm tại Homey này. Đối với chị khách hàng này là đã sử dụng rất là nhiều dịch vụ tại Homey rồi mọi người ạ. Thứ nhất là dịch vụ lông mày này, dịch vụ phun môi này, dịch vụ điều trị nám này, dịch vụ cắt mắt này. Hầu như là tất cả những dịch vụ tại Homey thì chị đã sử dụng rồi. Và ngày hôm nay thì em Hương muốn giới thiệu cho cả nhà là đối với cái gương mặt của chị, ngày hôm nay thì Hương sẽ giới thiệu cho mọi người là chị đã tiêm filler tại Homey được 1 năm rồi ạ. Và đối với tình trạng của chị khi mà ban đầu đến với cả Homey thì chút nữa Homey sẽ cho mọi người cùng nhìn luôn cái hình ảnh của chị ban đầu là tình trạng thái dương của chị rất là hóp này, gò má của chị rất là cao này, nhưng mà tuy nhiên là chị có một cái vấn đề là má của chị rất là hóp, dù chị có ăn nhiều đến mấy đi chăng nữa thì nó chỉ béo bụng thôi mọi người ạ. Đấy là cái chia sẻ của chị. Và khi mà cái gương mặt của chị gầy thì cái gương mặt rất là hốc hác đúng không chị? Và thường thì mọi người đều nghĩ là khi mà gò má cao thì mọi người đều nghĩ là cái gì nhỉ chị nhỉ? Gò má cao là rất là ác đúng không chị? Đấy, thì đây là một chị khách hàng tại Homey rồi, đã sử dụng rất là nhiều dịch vụ rồi. Và cái gương mặt của chị ban đầu thì rất là hốc hác mọi người ạ. Và nhìn trông không được trẻ trung, da rất là trùng. Và sau khi sử dụng tiêm filler tại Homey được 1 năm rồi, và bây giờ thì chị vẫn đang theo những liệu trình chăm sóc cũng như điều trị nám tại Homey. Thì ngày hôm nay Homey muốn quay lại cho mọi người cùng nhìn luôn về cái gương mặt của chị sau 1 năm sử dụng dịch vụ tiêm filler tại Homey mọi người ạ. Và tình trạng da của chị, thứ nhất là khi mà tiêm filler xong thì da của chị hoàn toàn rất là căng ạ, rất là căng. Và cộng thêm là tất cả những vùng thái dương này, vùng rãnh cười này, hay là cằm này, mũi này của chị là rất là mềm mại tự nhiên. Và chị có cái cảm nhận khi mà chị tiêm filler thì thường mọi người đều nghĩ là tiêm filler là bị da bị chỗ thì cao, chỗ thì thấp, hoặc là những cái cục. Thì theo cái cảm nhận của chị là sau khi 1 năm chị sử dụng rồi thì chị cảm thấy là cái da mặt của chị như nào, cũng như là chị có cảm thấy là bị chỗ cao, chỗ thấp không chị? Không, lúc tiêm xong thì mới đầu mọi người cứ phải chỗ cao chỗ thấp, nhưng mình tiêm xong thì lại hoàn toàn thẳng đều đặn như bình thường. Và bởi vì khi mà tình trạng tiêm filler khi mà mình tiêm vào ấy, thì thời gian trong vòng 1 tuần đến 10 ngày thì cái tình trạng filler của mình nó chưa được ổn định chị ạ. Thì đương nhiên khi mình sờ vào thì mình sẽ cảm thấy là nó hơi có những cái cục, nhưng sau khi 15 đến 20 ngày thì tình trạng filler của nó sẽ hoàn toàn ổn định. Thì đương nhiên là cái da của mình sẽ rất là căng và rất là mềm đúng không ạ? Ví dụ như là cằm em Hương mới tiêm được 1 tuần thôi mọi người ạ. Mọi người có thể cùng nhìn luôn, cằm rất là mềm và tự nhiên nhé mọi người nhé. Mọi người sờ sẽ không thấy một cái cục nào, bởi vì mọi người thường nghĩ là tiêm filler xong sợ cục này, sợ cứng này, nhưng đó chỉ là những thành phần silicone thôi ạ. Còn đây là những khách hàng thực tế của Homey và đã tiêm rồi và lại quay trở lại sử dụng tiếp những cái dịch vụ tiếp theo. Và khi mà mọi người sờ lên gương mặt của mình thì hoàn toàn filler rất là mềm, không hề phát hiện ra đâu là vùng có filler luôn nhé mọi người nhé. Đấy, và trước khi tiêm thì hầu như là Homey đều cho khách hàng xem cái sản phẩm trước khi để mình sử dụng vào người. Và khi mà sử dụng xong, mọi người có thể mang cái sản phẩm về cho mọi người hoàn toàn yên tâm ạ. Và đây là gương mặt của chị Bích sau 1 năm. Đúng ra là sau 2 năm mình mới phải sử dụng tiếp filler mọi người ạ. Với gương mặt của chị bây giờ vẫn rất là căng đẹp, rất là đều, mọi người có thể cùng nhìn ạ. Và bây giờ thì trước nữa thì em Hương sẽ cho mọi người cùng nhìn luôn cái hình ảnh ban đầu của chị Bích là thái dương rất là hóp nha mọi người nha. Thái dương rất là hóp, gò má rất là cao, và cái vùng má này của chị này. Đối với chị Bích này thì khi mà cách đây 1 năm em Hương tiêm là rơi vào 10 hay 12cc toàn mặt mọi người ạ. Toàn mặt luôn, và chị Bích đã có một cái gương mặt rất là baby, rất là trẻ ạ. Đấy mọi người nhá. Khi mà mọi người tiêm filler thì mọi người cần phải tìm đúng những cái cơ sở, bởi vì tiêm filler thì mình cần phải đủ, chứ là nhiều quá thì cái gương mặt của mình rất là cứng và không có cái độ tự nhiên đâu mọi người ạ. Đây mọi người có thể cùng nhìn ạ, khi mà gương mặt hoàn toàn thay đổi tại Homey luôn nhé mọi người nhé. Chị có thể cúi mặt xuống một chút ạ, đây mọi người cùng nhìn chị Bích còn tiêm cả mũi nữa mọi người ạ, tiêm cả mũi luôn nhé. Đấy mọi người cùng nhìn này, các góc mặt luôn này. Và chút nữa thì em Hương sẽ cho mọi người nhìn lại cái hình ảnh ban đầu của chị để mọi người có thể nhìn thấy cái sự so sánh cũng như là cái sự thay đổi hoàn toàn đối với chị, là chị thực sự là rất là trẻ. Và chị ơi, có nhiều người khen chị không, có thấy khác không? Đi ra chơi nhiều người ta bảo chị năm nay chị 20 mấy tuổi, bảo tôi chết năm nay 40, ai cũng 20 mấy tuổi nha. Thế thì chị phải giới thiệu là qua Homey thì sẽ được xinh đẹp như chị đúng không ạ? Với cái gương mặt của chị ban đầu thì rất là gầy, rất là hốc hác, nhưng mà tuy nhiên là gương mặt gầy thì cứ nghĩ là chị rất là gầy, nhưng thực sự là bụng hơi to so với gương mặt đúng không chị? Với ăn nhiều để cho mặt đẹp đúng không? Nhưng thực ra là đối với cấu trúc gương mặt thì mọi người ạ, khi mà mình béo đến mấy thì cái gương mặt của mình vẫn bị hốc hác ạ, thì mình cần phải sử dụng đến những cái dịch vụ như thế này, dịch vụ tiêm filler nhé mọi người nhé. Và tất cả những khách hàng nào mà quan tâm về dịch vụ làm đẹp thì hãy inbox trực tiếp cho em Hương để em Hương có thể tư vấn cho mọi người ạ. Cảm ơn cả nhà.